Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp, Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến đại gia đình chúng ta một căn nhà phố hiện đại thiết kế đẹp nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà đang có diện tích tầng ngang 4, độ dài 16 m, thiết kế một trệt, một lửng, 3 lầu theo kiến trúc kiểu nhà phố hiện đại năm 2022, tặng kèm phun nội thất khi mua. Và đây là căn nhà hẻm một sẹt và hướng bắc nha quý vị. Chúng ta đang để ý mặt tiền mặt chính căn nhà này. Căn nhà rất là tuyệt vời, đẹp và vô cùng cao cấp nha quý vị. Căn nhà này đậu được xe hơi từ 4 đến 7 chỗ bên trong nhà. Thiết kế có gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và chúng ta sẽ cùng nhau tham quan con đường trước nhà nha quý vị. Đây là con đường hẻm một sẹc, đường cột 6 m nha. Đường nhựa rất là sạch sẽ. Và đây là căn nhà hẻm cột nha quý vị. Và căn nhà mình ngay đầu hẻm luôn, rất là gần với đường chính này. Cách đường chính khoảng chừng 15 m thôi nha, là ra tới đường chính, đường lớn. Và căn nhà chúng ta thì là một căn nhà xây mới, sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán không tính nhanh trong ngày. Bên ngoài chúng ta sẽ có hai lớp cửa, một lớp cửa sắt và một lớp cửa nhôm, lớp cửa cún nha, hai lớp cửa nha quý vị. Bên trong sẽ có khu vực đậu xe hơi. Khu vực đậu xe hơi thì chúng ta đậu vừa xe từ 4 đến 7 chỗ, kể cả đậu được cả xe bán tải luôn nha quý vị. Ở đây thì gia chủ đang đậu chiếc xe thì đang rất là thoải mái này quý vị. Gara xe hơi rất là dài. Phía dưới gara xe hơi thì có đổ bê tông, ốp gạch 80 vuông và hai bên tường ốp gạch tường lên cao khoảng chừng 1,2 m. Nhà thiết kế có lửng nên vô cùng thoáng mát và cực kỳ là đẹp luôn. Ngang 4, độ dài lên tới là 16 m, sổ hồng công nhận đủ 64 m nha quý vị. Sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh chân gọn trong ngày. Và căn nhà chúng ta sơn bóng hết nha quý vị. Sơn bóng nên chúng ta thấy rất là đẹp, bền và cực kỳ cao cấp. Phía trên là trần thạch cao, đèn chiếu sáng và nhà có lửng nên cũng rất là thoáng. Trong nhà thì gia chủ đang đậu xe hơi này, đậu xe hơi 7 chỗ này. Và di chuyển vào phía trong, chúng ta tới với khu vực cầu thang. Đậu xe hơi 7 chỗ đang thừa trước thừa sau rất là nhiều nha quý vị. Đây, con thấy này, này chúng ta đậu được cả xe bán tải luôn, các xe cỡ lớn đều vừa hết. Khu vực cầu thang thì với tay vịn gỗ sồi, lan can làm bằng sắt và mặt đá hoa cương. Phía dưới cầu thang có ốp gạch trang trí. Và phía sau nhà sẽ là không gian phòng khách nha quý vị. Căn nhà tặng kèm full nội thất nên chúng ta sẽ có sofa phía đằng sau, rồi màn hình tivi 65 inch. Hai bên tường chúng ta có ốp nhựa trang trí và ốp đá trang trí. Phía trên là trần thạch cao và đèn chiếu sáng. Nhà sân bóng nên chúng ta thấy độ bền rất là đẹp và tuyệt vời. Cuối nhà thì chúng ta có giếng trời và vệ sinh. Khu vực giếng trời cuối nhà thì có ốp gạch, nhìn rất là sạch sẽ và mưa thì nếu mà có nước xuống thì cũng không bị hư nha quý vị. Và vệ sinh cuối nhà thì với bồn cầu, lavabo, rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Ngang 4 m, độ dài lên tới 16 m, xây đủ công nhận hết, sổ hồng riêng. Giá bán đang được bên chủ nhà chào bán với giá là 9 tỷ 888 triệu đồng, còn bớt cho quý anh chị tí mua nhanh. Quý anh chị, những vị khách hàng nào quan tâm đến căn nhà đậu được xe hơi từ 4 đến 7 chỗ bên trong nhà này thì có thể alo cho em Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đi xem và sở hữu ngay. Nhà đất Huy Hùng rất hân hạnh được phục vụ quý anh chị khách hàng xem nhà và mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi Huy Hùng còn xin mời quý anh chị chúng ta theo chân Hùng lên tham quan không gian phòng bếp bên tầng lửng cũng như là các phòng ngủ căn nhà. Khu vực cầu thang thì ốp gạch trang trí và làm rất là đẹp và độ bền rất là cao. Chúng ta đang di chuyển lên không gian bếp trên tầng lửng thì chúng ta sẽ có một không gian bếp rất là tuyệt vời trên đây. Với một bộ bàn ăn 6 ghế và một khu vực tủ kệ bếp được làm bằng chất liệu nhựa, gỗ nhựa rất là cao cấp. Có phủ ạc xích bóng gương, có khu vực để bếp âm, lò ghi sóng, khu vực để tủ lạnh và khu vực đặt bàn ăn. Bàn ăn thì chúng ta có bàn ăn 6 ghế này. Tủ bếp trên dưới thì hạ ở giữa là màu trắng và hai bên trên xuống là màu xanh. Kết hợp với bếp âm, máy hút mùi và bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát. Phía cuối thì chúng ta để tủ lạnh hai cánh aqua này. Và phòng bếp thì có giếng trời nên là chúng ta nấu nướng nó bay lên giếng trời rất là thoáng mát nha quý vị. Đây là không gian bếp của căn nhà chúng ta đang tham quan đây. Ngang 4, độ dài lên tới 16, xây full, sổ hồng riêng, hướng chính bắc. Nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà nằm ngay trường học Nguyễn Du nha quý vị, ngay trường học Nguyễn Du luôn. Một căn nhà nội thất cực kỳ cao cấp, và giá bán tương đối hợp lý. Ở không gian tầng lửng thì chúng ta có một sảnh mini phía ngoài nữa. Đây là sảnh mini phía ngoài này. Rồi, Hùng xin mời quý vị chúng ta lên tham quan 2 lầu với 4 phòng ngủ của căn nhà. Vị trí căn nhà thì nằm sát bên là siêu thị Lotte này, kề bên là khu dân cư Cityland, có đài phun nước, rồi siêu thị Lotte, siêu thị Vincom. Di chuyển qua sân bay Tân Nhất thì khoảng chừng 5 đến 10 phút thôi, và đi về trung tâm thành phố khoảng chừng 25-30 phút đi xe gắn máy. Và đây là một căn nhà mà nội thất bên trong vô cùng cao cấp này. Chúng ta thấy giường ngủ 2 mét, tủ áo, tủ kệ tivi, chăn ga, gối đệm, kết hợp với trần đèn màu và đèn led sơn bóng, máy lạnh Panasonic, inverter tặng kèm. Phòng ngủ rất là rộng, vuông vức và vô cùng đẹp. Căn nhà làm nội thất phải nói cực kỳ cao cấp nha. Vệ sinh trong này với bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi, bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen. Đây là không gian vệ sinh của phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1, phòng ngủ phía sau. Nội thất bên trong căn nhà thì phải nói là cực kỳ cao cấp và sang trọng luôn. Thì quý anh chị chúng ta quan tâm đến căn này có thể bốc máy và alo ngay cho bên Hùng theo 2 số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà xây đủ 416 nên là phòng rất là rộng. Phòng số 2 này quý vị. Phòng số 2 chúng ta cũng có giường ngủ 2 mét, chăn ga, gối nệm, đèn led phía trên, trần thạch cao, tủ áo và cửa ra khu vực ban công, tủ kệ tivi và sàn ốp gạch giá gỗ 30m2. Phía trước là cửa ra ban công và ngoài ban công thì chúng ta có ban công 1m2 nha. Lan can thì làm bằng kính cường lực và tay vịn được làm bằng nhôm nha. Đây là khu vực ngoài ban công này. Và ngoài ban công thì có cả ốp nhựa trang trí đấy nha quý vị. Rất tuyệt vời. Chúng ta tới với không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ quá đẹp và cực kỳ là đẳng cấp luôn. Một màu sắc, không gian, bố trí bên trong căn nhà phải nói là tuyệt vời. Phòng vệ sinh này. Phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi và bồn tắm đứng, vòi tắm sen thuyền, vòi tắm hoa sen. Phòng vệ sinh có khu vực hút mùi. Như vậy là chúng ta vừa tham quan xong 2 phòng ngủ căn nhà và chúng ta sẽ lên tham quan không gian phòng ngủ số 3 và số 4. Đây là một mẫu nhà thiết kế theo kiến trúc hiện đại, phải nói là rất là cao cấp và cực kỳ là đẹp, hợp với mẫu mới năm 2021, và đặc biệt căn nhà làm với nội thất chắc chắn và kiên cố. Chúng ta sẽ được tặng kèm 3 phòng full nội thất và có một phòng phía sau là chưa có giường thôi. Đây là phòng phía sau chưa có giường này. Cũng có tủ kệ tivi và vệ sinh trong hết luôn. Vào trong căn nhà thì Hùng cảm thấy rất là mát và tuyệt vời nha quý vị. Quý chị nào ưng ý thì có thể đến tham quan và chọn lựa ngay. Một sản phẩm nhà bán phải nói là gia chủ xây rất là uy tín. Đây là một trong những chủ đầu tư uy tín và chắc chắn, xây chắc chắn nhất quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nên quý anh chị chúng ta mua được những căn nhà có chủ đầu tư như thế này sẽ yên tâm về vấn đề kết cấu, vấn đề bảo hành sau khi mua và vấn đề xây dựng, độ thẩm mỹ và độ chắc chắn vô cùng cao. Phòng ngủ số 3 chúng ta sẽ tới với phòng ngủ rất là rộng này, với giường ngủ 2 mét, chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi và phía trước là cửa sổ. Và đây là không gian phòng ngủ số 3, phòng ngủ cuối cùng. Chúng ta thấy này, quá là đẹp và cao cấp luôn nha mọi người. Tất cả các phòng ngủ đều sơn màu trắng kem kết hợp với đèn vàng và sơn bóng, tạo nên một hiệu ứng ánh sáng phải nói là rất là tuyệt vời trong các phòng ngủ căn nhà. Và chúng ta đang tham quan không gian bên trong phòng ngủ số 4 của căn nhà. Và tất cả các phòng ngủ đều có bộ vệ sinh trong, bồn tắm đứng và vòi tắm sen thuyền, vòi tắm hoa sen. Cầu thang thì ốp đá kim sa trắng đen, rất là tuyệt vời. Chúng ta đang di chuyển theo chân Hùng lên tham quan không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Khu vực sân thượng sau thì cũng đã được gia chủ rào chắn và có những cái lam bên trên được ốp lát trang trí rất là tuyệt vời. Đây là khu vực sân thượng sau của căn nhà nhá, dính trời này quý vị. Cầu thang leo lên trên mái. Trên là có bồn nước và năng lượng mặt trời. Đó, một mẫu nhà phải nói rất tuyệt vời. Quý anh chị, những vị khách hàng nào đang theo dõi kênh YouTube Nhà Đất Huy Hùng thấy video căn nhà này thì hãy đi xem ngay, vì đây là một vị trí căn nhà rất đẹp, tuyệt đẹp, xe hơi từ 4-7 chỗ đậu trong nhà và là một sản phẩm nhà bán rất là ưng ý và uy tín nhất quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí căn nhà thì cũng nằm trên trục đường Thống Nhất ngay trường học Nguyễn Du, vị trí rất là đắc địa. Quý anh chị quan tâm thì hãy bốc máy và gọi cho Huy Hùng để bên em tư vấn và dẫn đi xem nhà ngay nha. Nhà đất Huy Hùng rất hân hạnh được phục vụ quý anh chị khách hàng đi mua nhà và xem nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.